Lúc ngày xưa đó, hồi Đức Bậc Thầy Tây An còn trụ thế đó, theo đạo và giữ đạo thôi, thì ăn trưa một ngày, một một tháng có 4 ngày thôi. Rồi thời kỳ bây giờ mạt pháp thì Đức Bình Giáo Chủ ra đời để là mình kêu trường trai dưỡng giới, đó là có thể là mình tu đó, mình muốn là thoát chốn mê đồ về cảnh tiên hay cảnh Phật đó, giữ đạo và theo đạo và hành đạo. Tớp sau này tớp hành đạo là trai trường giữ giới là hành đạo. Vậy là khi mà Đức Phật thầy Tây An rồi xong rồi mới nhận ba đệ tử là Đức Cố Quảng, rồi ông Bình Tây, rồi còn một vị là ai thì con quên, nhưng mà sau đó rồi mới ra là Đức Quỳnh Giáo Chủ không không? Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng như là trong cái này thời gian là chuyển kiếp, cũng như có một không hai, cũng như có một vị Phật thôi mà chuyển kiếp theo cái từng quần, theo cái chu kỳ, cũng như là Đức Phật Thầy Tây An chuyển xuống như Thiên Giải Bóng Phai, rồi chuyển dần dần tới Đức Quỳnh Giáo Chủ là sao chót. Nhưng mà gom lại thì cũng Gom lại chỉ là một ông cũng có Đức Phật một Thầy ông Tây An thôi, thôi. có một ông thôi, Nhưng mà qua cái qua chuyển cái đó chu kỳ, thì qua cái mình chu đổi kỳ tên. và đổi tên, cũng như là mỗi mỗi một một cái ngay cái chu kỳ cái giáo chủ khác mà rốt cuộc cũng có một gốc thôi. Dạ, ông xin gửi lời chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì thời gian vừa qua cả nhà thường thấy xuất hiện những cái thông tin nói về một vị sư ở một ngôi chùa ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vị sư này có dán một cái bảng ghi là nơi này có nhận các loại thịt động vật và thực vật như rắn, chó, sư tử, hổ, rùa, vân vân. Thì để hiểu rõ hơn về cái việc ăn chay ăn mặn của các vị tu sĩ là đúng hay sai, thì Ngôn đã tìm đến vùng Bảy Núi được mệnh danh là nơi có rất là nhiều vị cư sĩ ẩn tu để tìm hiểu và được giải thích những câu hỏi về việc ăn chay và ăn mặn và như thế nào là đúng. Dạ, thì khi Ngôn đã gặp được một vị cư sĩ và có trò chuyện với vị cư sĩ, thì trong lúc trò chuyện Ngôn có hỏi đến vấn đề về ăn chay ăn mặn, thì được một vị cư sĩ này trả lời cho Ngôn là vị con có biết là ở Tây Tạng các vị tu sĩ ăn thịt bò hay không. Dạ, khi mà Ngôn nghe được như vậy thì Ngôn lại ngạc nhiên và Ngôn hỏi vị cư sĩ là tại sao lại như vậy được. Thì được vị cư sĩ giải thích cho Ngôn là tại vì ngày thường thì Ngôn hay gặp những và tiếp xúc với các quý thầy tu ở Bắc Tông, cho nên quý thầy tu này có một cái truyền thống là tu hành thì phải ăn chay, và nên chúng ta hay ngạc nhiên mỗi khi thấy một vị tu sĩ lại ăn mặn. Và sau đó thì Ngôn mới đưa cho vị cư sĩ xem cái tấm giấy của ông sư trụ trì ở chùa Củ Chi đã in ra và dán lên cái chùa của mình. Thì sau khi mà đọc sơ qua thì vị cư sĩ mới nói cho Ngôn nghe là trong này đã sai, sai ở chỗ ghi là tam tịnh ngục. Thực chất thì đó không phải gọi là tam tịnh ngục mà được gọi là ngũ tịnh nhục. Cả nhà mình hãy để ý ở chữ ngục và chữ nhục nha cả nhà. Thực chất thì có nơi thì gọi là tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục, chứ không phải là tam tịnh ngục như cái ông sư trụ trì này đã ghi và in lên cái miếng giấy ạ. Thì Ngôn mới hỏi là vậy năm điều đó là những điều gì con có thể được biết không vị cư sĩ. Thì sau khi mà Ngôn hỏi như vậy thì được vị cư sĩ giải thích cho Ngôn là điều thứ nhất là thịt ăn nhưng mà không được thấy người giết nó, và điều thứ hai là thịt ăn mà mình không có nghe tiếng của cái con vật nó kêu la. Và điều thứ ba là thịt ăn mà không nghi ngờ người ta giết vì mình đã vì cho mình ăn. Còn điều thứ tư là thịt của con thú tự chết thì mình được ăn. Điều thứ năm là thịt của con thú khác ăn rồi nhưng còn dư bỏ lại thì mình được quyền ăn. Thì sau đó thì Ngôn cũng đã một phần nào hiểu rõ hơn
về cái việc ăn chay hay ăn mặn là đúng. Dạ. Rồi sau đó thì Ngôn cũng có hỏi vị cư sĩ là cái việc làm của ông được cho là sư trụ trì mà đã dán một cái miếng giấy như vậy lên cái nơi được cho là ngôi chùa thì có đúng hay không, thì được cư sĩ trả lời cho mình là hoàn toàn là sai, và làm như vậy là đã góp một phần vào cái việc gọi là làm cho Phật tử, gợi ý cho Phật tử mang các cái loại thịt động vật đến để cho mình. Dạ. Dạ cả nhà ơi, thì để hiểu rõ hơn cái cách tu của những vị cư sĩ ở vùng Thất Sơn Bảy Núi thì Ngôn cũng xin mời cả nhà mình một lần tham quan nơi thờ tự của Đức Cố Quảng. Dạ, thì Đức Cố Quảng là một vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Dạ rồi, thì bây giờ Ngôn xin mời cả nhà mình cùng tham quan nơi thờ tự của Đức Cố Quảng và cùng gặp gỡ một vị cư sĩ để hiểu rõ hơn về cái cách tu của những vị cư sĩ ở vùng Thất Sơn Bảy Núi nha cả nhà. Xin gửi lời chào ông ạ. À. Dạ, dạ. Dạ. Ông chào cho con hỏi thăm là ông thứ mấy ạ? À? Dạ tôi thứ 5 năm Hy. Dạ. Ở Cần Thơ âm môn. Dạ. Ông Năm ơi, ông Năm cho con hỏi thăm á là dạ. Nơi thờ ông Cố á, con có nghe nói là còn lưu giữ được thanh kiếm của ông Cố. Dạ, ông Năm có thể cho con biết sơ về thanh kiếm không ạ? À? Đây là chào chú. Đây dạ. Là cái thanh kiếm này là cái di tích của ông Cố hồi xưa ông đến giặt với bậc Pháp đó. Dạ. Và tới bây giờ còn để cái kỷ niệm lại hai cái thanh kiếm. Dạ. Và những cái ở trên này, những cái ấn này kia là trên ngôi thờ ông Cố đó cũng có cái hồi xưa di tích để lại. Dạ. Là những cái ấn để quan quan là có sai ấn không? Cũng như là lúc mà đức Cố ông ấy là cũng như là lúc ông vua ông phong chức cho Đức Cố là Đức Quảng Cơ. Dạ, Đức thì Quảng trong thời Cơ. Gian ông có truyền lại cái ấn. Dạ. Và cái ấn này là cũng như của Đức Phật Thầy Tây An để truyền lại đi giao cái ấn phó cho ông Đức khi Đức Phật Thầy Tây An là ông tịch. Dạ. Ông Năm ơi, con thấy cái thanh kiếm là hai thanh kiếm là rất là dài luôn ông Năm. Dài, dài nó khoảng cũng thước mấy lần. Dạ. Theo như mình người thường chắc cầm không nổi đâu ông Năm ha. Cái này nói chung ra những cái ngày mà lễ kỷ niệm của ông đó, dạ. Trong bang người ta cũng rút ra rồi ta đi vòng vòng ba vòng. Dạ. Mấy cha vô mấy thỉnh mới để lại thì dạ. Cái này thì như chú Năm thì cũng là bổn phận chú Năm làm từ thì không có dám gỡ động, chỉ nhìn thấy thôi chứ không dám mình gỡ được. Dạ. Vậy cái người mà cầm cái thanh kiếm của Đức Cố là ai vậy ông Năm? Cái này trưởng ban. Dạ. Trưởng ban và phó ban rồi này ta cũng như cái ngày chánh lễ, cái ngày là 21 đó, 21 giờ mặt 22 là cái ngày chánh tế. Dạ. Thì cái vụ này trong cái bang người ta rút ra ta đi vòng cái chánh điện đi ba vòng. Dạ. Đó. Thì đây là riêng biệt chú Năm biết cái gì chú Năm nói kể cái nấy thôi cho cháu thôi, chứ cần cái thông xa thì chú Năm dạ. Không có biết nhiều. Dạ. Con nghe nói nếu mà người bình thường mà lại mà cầm vô cái thanh kiếm của Đức Cố á thì mình sẽ giống như là gặp một cái gì đó nó không hay á. Không có, cái này là nghe cái tiếng đồn nhảm nhí thôi chứ không có. Dạ. 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 Vậy là ngoài cái hai thanh kiếm ra và những cái ấn ra thì mình còn có lại là một cái hồi nãy Năm nói con cái đó là cái gì? Cái ấn. Cái bình nó cái. Cái lồng cái giường kỷ. Cái giường kỷ. Cái giường kỷ này là mới tạo đây thôi chứ không phải hồi xưa. Dạ. Là dạ. Mình mới tạo ra cho dạ. Đức Cố thôi. Dạ. Dạ. Mới tạo cũng 2007. Dạ.
Dạ con cảm ơn ông Năm ạ. Lúc ngày xưa đó, hồi Đức Bậc Thầy Tây An còn trụ thế đó, theo đạo và giữ đạo thôi. Dạ. Thì ăn kêu một ngày, một tháng có 4 ngày thôi. Dạ. Rồi thời kỳ bây giờ mạt pháp, dạ, thì Đức Bình Giáo Chủ ra đời để là mình kêu trường trai dưỡng giới. Dạ. Đó là có thể là mình đâu đó mình muốn là thoát chốn về đầu về cảnh tiên hay cảnh Phật. Dạ. Đó. Giữ đạo và theo đạo và hành đạo, tớp sau này tớp hành đạo là trai trường giữ giới là hành đạo. Dạ. 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 Vậy là khi mà Đức Phật Thầy Tây An rồi xong rồi mới nhận ba đệ tử là Đức Cứu Quảng, rồi ông Bình Tây, rồi còn một vị là ai thì con quên, nhưng mà sau đó rồi mới ra là Đức Quỳnh Giáo Chủ không? Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng như là trong cái này thời gian là chuyển kiếp. Dạ. Cũng như có một không hai, cũng như có một vị Phật thôi mà chuyển kiếp theo cái từng quần theo cái chu kỳ. Dạ. Cũng như là Đức Phật Thầy Tây An chuyển xuống như Thiên Giải Bóng Phai. Dạ. Rồi chuyển dần dần tới Đức Quỳnh Giáo Chủ là sao chót. Nhưng mà gom lại thì cũng chỉ cũng, là một ông cũng Đức Phật Thầy Tây An thôi. Dạ, có một ông thôi. Dạ, nhưng mà qua cái dạ, chuyển qua cái đó thì kỳ. Qua mình cái đổi kỳ. Tên. Dạ, đổi tên. Dạ. Cũng dạ, như là một cái ngay cái chu kỳ cái giáo chủ khác. Dạ. Mà gốc cuộc cũng có một gốc thôi. Dạ. Ông Năm, con có nghe một cái truyền thuyết nói là khi mà ông Năm chèo mà nghe được là 3 tiếng nổ của trời thì bắt đầu lúc đó là ông Năm chèo sẽ xuất hiện và bắt đầu là những người mà làm việc ác thì sẽ bị ông cho vào bụng, còn những người mà ở thiền thiện, làm việc thiện nhiều, phước nhiều thì sẽ được đi qua lưng của ông Năm. Đúng. Dạ. Rồi. Dạ. Bởi vì cái này theo cái chân truyền của Đức Phật kể lại đó, trong dạ, cái cuốn Tận Thế Hậu Luân Hoa đó. Dạ. Trong thời gian 3 tiếng sấm mà nổ rồi đó, là cái núi cấm, nói cái nào cũng nói thiên cơ. Dạ đúng rồi. Tại vì vấn đề này là nó tâm linh. Dạ. Cái núi thiên cơ, núi ông cấm nổ ra thì trong thời gian đó nó ngọc ngà châu báu nổi lên cái đình vua. Thì dạ, các nước ngoài á, có thể nó dòm thấy rồi nó vô trong này nó mới xâm chiếm Việt Nam mình, mà xâm chiếm thì không có được. Dạ. Lúc đó Năm Chào nổi lên là các nước nào bơm bỏ hay là súng bắn thì không bao giờ lúng ống. Dạ. Thì trong thời gian đó là các đứa là mới là tổ chức ra đặt cái bàn để cầu nguyện, mà dạ, đặt cầu nguyện cũng không thành. Thời gian đó là đức thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ á, ông mới xuất hiện. Dạ. Là nghe nói cái này cũng nghe ông nói thôi, là ở trên cái hương không ông đi xuống dưới mé thông đi lên thì dạ, ông nói bây giờ sao các ông là việc nó được không, thì trong đó các nước nó bây giờ tôi bó tay việc được, thì ông nói bây giờ các ông việc không được các ông lui ra đi để tôi thu nó cho. Thì dạ, trong thời gian đó thì đức thầy ông mấy là niệm câu chú cái gì đó là bắt đầu nó chạy lên ổng vòng vòng chạy 3 vòng thì dạ, bắt đầu nó quỳ xuống cái là đức thầy kéo lên cởi lên là nó bay vòng vòng 3 vòng là nó bay gì hơn không luôn mất luôn. Dạ. Thì cái đó trong cái cuốn mà Tận Thế Hậu Luân Hoa nó chỉ gì đó. Dạ, có nghĩa là sau này nếu mà xảy ra cái vụ đó, xảy ra cái câu chuyện đó thì bắt đầu là mất đi theo cái kịch đã có sẵn. Đúng rồi, cái đó có sẵn. Cái này là cũng như là cái của giảng để nói sự thật, có mâu chuyện sự thật chứ không phải là mình đặt điều nó ngoa. Dạ, có sách đàng hoàng. Có sách đàng hoàng. Dạ, cái đó là Tận Thế Hậu Luân Hoa. Dạ, con cảm ơn Năm ạ. Cố này cái nồi nè. Dạ. Với cái mâm rồi như cái con cố, còn mấy cái này với cái chén này kia là với cái con cố, còn mấy cái này là mình mới tạo đi thôi chứ không có lâu. Dạ, vậy là dạ, những cái đó là mình mới tạo thôi. Này mới tạo. Còn mấy cái màu mà nó ngã sang màu khác. Đây là rồi, cũng như cái nồi. Dạ. Cái nồi đồng, như hồi đồng hồi xưa là kêu mà nấu cơm đó. Dạ. Còn đây là cái mâm kỷ niệm của ông cố là hồi xưa giờ. Còn đây là cái mũi ghe. Dạ. Mũi ghe lường hồi đó là ông cố ông đi đánh giặc đó, chống bằng cái mũi ghe đó. Rồi thời gian nó hư rồi đó, rồi nghĩa là nó ở dưới sông đó, rồi sáng cạp với cái kinh này nè. Dạ. Rồi mới thấy được, mới lấy được, mới đem để cái di tích, mà để cái di tích này để truyền thống tới bây giờ. Dạ. Con có nghe chuyện về ông Năm Chèo á, ông Năm Chèo á, khi mà Đức Cứu Quảng mà thua trận ở trận đó, hình như trận gì con quên, là Bảy Thưa hay gì á, ở tại đây. Dạ, là cái lúc đó là trong cái lúc rút thì bị cản sậy, sậy nhiều lắm, không có đường chạy. Thì được ông Năm Chèo xuất hiện ra và dẹt đường cho đi. Đúng đúng, cái đó có. Dạ. Cái đó là kêu ngoài xấu thần. Dạ. Xấu thần chứ không phải là người đời mình di tích mình nói ông Năm Chèo, cái đó là xấu thần của trong cái
cái Phật Thánh Tiên. Dạ. Đó là cũng như hướng dẫn chỉ đường, bởi vì cháu nhớ kỹ là bây giờ các vị Phật Thánh Tiên nay của Bồ Tát, dạ, mà một là Đức Cố, hai là Đức Bình Giáo Chủ là không bỏ xác, chỉ ẩn thôi chứ cái xác vẫn còn. Dạ. Là cháu thấy trên đời này các Phật này kia Phật nào cũng là bỏ xác hết nha. Bỏ xác hết. À, có hai vị này là không bỏ xác, đó là một cái di tích màu nhiệm. Dạ. Dạ. Ừ, hình như là sáu thần là được Đức hình như là Đức Phật Thầy Tây An. Dạ đúng rồi, Đức Phật Thầy Tây An cho một cái đệ tử của ngài là nuôi sáu thằng là ông Đình Tây hay ông gì? Đình Tây. Dạ đúng không ông? Đúng đúng đúng, cái đó. Dạ. Đúng. Đình Tây đó là ở chùa Phật lớn. Dạ. Đó, chùa Phật lớn đó là trong thời gian mà nuôi nó được 3 năm rồi đó. Dạ. Thì trong lúc đó là Đức Phật Thầy Tây An mới hay được. Dạ. Rồi là ổng mới kêu ông Đình Tây là phải làm sao thủ tiêu để sau này nó hại dân chúng. Dạ. Thì ông Đình Tây thì nói chung ra lúc đó cũng mến, và ổng cũng không có thư tiêu được. Yeah. Rồi lúc ngày lớn không rồi ổng ấy rồi nó xuất ruộng nó đi. Yeah. Nó đi là nó hãy mà quấy đậy dân ở làng Lăng Linh ở đây nè. Là ở cái làng này ở đây là kêu Lăng Linh nè. Yeah. Rồi khi mà ông Đình Tây ông xuất hiện được đó, ông nói nếu mà nhà ngươi nếu mà sống thần á thì cứ việc ẩn đi. Đợi tới thời cơ sẽ dậy, còn bây giờ thì nghe lệnh ta phải biến mất thì rõ chứ giờ ông biến mất tới giờ luôn. Dạ. À, con được xem qua một lần những cái món mà dạng như là bảo vật của Đức Phật Thầy Tây An đó, để lại cho ông Đình Tây á. Những cái món đó là trong cái chuyện đó là có thật không? Có thật, có đó, có thật. Dạ. Bởi vì cái có thật đó là bắt năm đó con nghe trong lúc đó có, mà bây giờ thấy bây giờ cũng như cái giả chứ cái thiệt nó không có đó. Dạ. Bởi vì cái thiệt thì người ta cất rồi, cái đó để đi để mình làm cái vật di tính rồi sau này có thể cô bác là hỏi để đưa cái đó ra, chứ cái đó không phải là cái thiệt. Dạ, còn cái thiệt là mình giấu rồi. Cái thiệt là mất rồi, cái thiệt liền, bởi vì cái trên đó các là trong cái đó trong chùa thì người ta là giấu kín, người ta không cho lộ. Dạ, để không khơi mất hơn năm ha. Ừ. Dạ, có nghĩa là mình con có vô chỗ của ông Đình Tây rồi, thì con cũng thấy những cái món nó bỏ trên tủ và thờ. Tuy nhiên đó chỉ là cái giả, để cái chân cái thôi. Giả để tượng trưng. Dạ. Nhưng mà nó cũng cái gì, giống như là nó cũng giống y vậy. Dạ. Tượng trưng cũng như nói là cũng như là cái một cái lưỡi câu. Dạ đúng rồi. Như một cây thị dây. Dạ. Nó như một cây tây lao. Dạ đúng rồi. Nó thì trong cái đó ba vật đó nó có sẵn ở trên á. Để dạ, coi như là cái thiệt nó không có, cái đó lại làm tượng trưng cái di tích để không còn mất cái chân chìm. Dạ. Dạ con cảm ơn ông Năm. À. Dạ. Dạ. À, con cũng nghe nói về Đức Cô Quảng rất là nhiều luôn. Và bữa nay thì con cũng được tận mắt và đến đây có được ông Năm hướng dẫn và chia sẻ. Con cảm ơn ông Năm nhiều ạ. Dạ, con chúc cho ông Năm có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn cháu ha. Dạ. Dạ cả nhà ơi, thì qua cái video này thì Ngôn cùng với cả nhà mình cũng đã hiểu rõ hơn một phần nào về câu chuyện khi mà tu thì mình nên ăn chay hay là nên ăn mặn. Dạ. Và tuy nhiên khi mà mình ăn chay hoặc là ăn mặn thì mình phải làm như thế nào cho nó đúng. Dạ. Thì qua đây Ngôn cũng xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp ạ. Ngôn xin chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Dạ, và Ngôn hy vọng rằng cả nhà hãy like và đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn để Ngôn có thể cố gắng phấn đấu và hoàn thiện hơn mỗi ngày để tạo ra những video mới cho cả nhà mình ạ. Dạ, còn bây giờ thì Ngôn hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp nha.
xin chào.